Những cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc Hải Yến. Số 12. Đánh vào đất thánh Campuchia. Từ mùa hè đến cuối năm 1969, trên chiến trường miền Nam, nhân dân ta tiếp tục gặp khó khăn, hoạt động quân sự giảm, chủ yếu là pháo kích vào một số căn cứ địch, đợt mạnh nhất là vào tháng 11, nhưng ít kết quả. Trong khi đó, ở khu 5, vùng giải phóng ở Đồng Bằng và giáp danh bị thu hẹp. Ở Nam Bộ, đến cuối năm 1969, địch đã lấn và chiếm gần hết vùng giải phóng của ta ở nông thôn Đồng Bằng Nam Bộ. Địch tăng tỷ lệ quân cơ động tại chỗ và lực lượng tổng dự bị chiến lược lên 2 lần. Hình thái cuộc chiến tranh đang xấu đi theo chiều hướng bất lợi cho cách mạng và chiến tranh cách mạng. Lịch sử đi vào một khúc quanh co. Đại tướng Văn Tiến Dũng, Toàn Thắng, sách đã dẫn, trang 47-48. Trên chiến trường, địch lập 5.800 ấp chiến lược, đóng 6.964 đồn bốt, kiểm soát 10 triệu dân. Vùng giải phóng và làm chủ của ta từ 7.700.000 dân đầu năm 1968, nay tụt xuống còn 4.700.000 dân. Địch còn tăng cường đánh phá rất ác liệt các tuyến vận tải Bắc Nam, hòng cắt đứt việc tiếp tế hậu cần cho miền Nam. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, tập 2, trang 40. Giữa lúc đó thì Hồ Chủ tịch qua đời, để lại di chúc thiêng liêng. Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa, nhưng nhất định thắng lợi hoàn toàn, đó là điều chắc chắn. Những lời tâm huyết đó không chỉ là niềm tin mà còn là tâm tư của người lúc ra đi, khi miền Nam còn gặp khó khăn. Mỹ nuôi nhiều hy vọng, họ tích cực tìm kiếm thắng lợi trên chiến trường. Trong cuộc gặp gỡ với Xuân Thủy hôm 18 tháng 7, Cabotlot nói: "Chúng tôi nhận thấy các hoạt động quân sự và thâm nhập vào miền Nam Việt Nam ở mức độ thấp hơn trước. Nếu chúng tôi có thể tin chắc rằng sự thay đổi ấy là một khuynh hướng lâu dài thì Tổng thống Nixon sẽ chú ý tới điều đó trong khi quyết định về mức quân số và thời gian biểu của việc giảm bớt lực lượng Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Nếu ngài có thể đảm bảo với chúng tôi điều đó thì chúng tôi hoan nghênh. Để tăng sức ép với Việt Nam và tranh thủ dư luận, ngày 15 tháng 9, Nixon tuyên bố đợt rút quân mới 35.000 người và nhắc lại rằng thời gian cho các cuộc thương lượng có ý nghĩa đã đến. 2 hôm sau, trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ông ta lại nói thời gian cho hòa bình đã tới và kêu gọi đại biểu 126 nước dùng các cố gắng tốt nhất về ngoại giao để thuyết phục Hà Nội đi vào nghiêm chỉnh thương lượng để chấm dứt chiến tranh. Richard Nixon, hồi ký, sách đã dẫn, trang 397-398. Washington còn gây sức ép với các nước có tàu chở hàng viện trợ của Liên Xô cho Việt Nam như Chypre, Malta, Singapore, Somalia. Nước nào không nghe thì Mỹ cắt viện trợ. Mỹ còn tung tin sẽ phong tỏa cảng Hải Phòng và tiến công miền Bắc nước ta. Nếu như tình hình trên chiến trường tạm thời thuận lợi cho Washington, thì tình hình chống chiến tranh Việt Nam ở trong nước làm ông ta rất lo ngại. Trong 6 tháng đầu cầm quyền của Nixon, nhân dân Mỹ còn giữ thái độ chờ xem. Nhưng lúc này, họ đã thấy rằng không phải Bắc Việt Nam mà chính là Mỹ đang kéo dài chiến tranh. Vì vậy, cuộc đấu tranh của các tầng lớp nhân dân Mỹ nổi lên ngày càng mạnh. Từ đầu tháng 7, phụ nữ đấu tranh cho hòa bình đã tổ chức đốt thẻ gọi quân dịch ở New York. Họ cử người sang Canada
gặp đại biểu của Mặt trận Dân tộc Giải phóng. Nhiều thị trưởng gửi thư lên Nixon đòi đình chỉ gọi con em của họ sang Việt Nam. Các cuộc biểu tình chống chiến tranh liên tiếp diễn ra trước Lầu Năm Góc. Tổ chức Các nhà kinh doanh vì hòa bình ở Việt Nam báo cho Nixon biết là tuần trăng mật đã qua rồi. Nhiều cuộc biểu tình trước nhà riêng của Nixon tại miền Tây nước Mỹ đã xảy ra khi ông về nghỉ. Ngày 3 tháng 9, 250 nhà tâm lý học Mỹ biểu tình trước Nhà Trắng tố cáo cuộc chiến tranh là một sự điên rồ. Các hoạt động trên được các báo chí Mỹ hết sức ủng hộ và đưa lên trang nhất. Sau khi Hồ Chủ tịch mất, phong trào lại rộ lên. Sau kỳ nghỉ hè, các nghị sĩ ở hai viện liên tiếp lên tiếng phản đối chính sách của Nixon ở Việt Nam. Họ nói kế hoạch hòa bình của Nixon là quá mập mờ và đòi ông có sáng kiến mới cho hòa bình sau cái chết của Hồ Chủ tịch. Họ tố cáo chính quyền Sài Gòn là trở ngại chính cho hòa bình. Có người đòi rút quân Mỹ trước cuối năm 1970. Càng gần đến ngày tạm ngừng hoạt động, các nghị sĩ chống chiến tranh càng đẩy mạnh hoạt động, đòi Hoa Kỳ phải chấm dứt các cuộc tấn công ở miền Nam, chừng nào Việt Cộng không lợi dụng tình hình. Nhiều nghị quyết đòi cắt kinh phí cho chiến tranh Việt Nam được đưa ra bắt đầu cuối năm 1970. Ngày 10 tháng 10, giám đốc của 79 trường đại học và cao đẳng gửi thư cho Nixon đòi đưa ra một chương trình rút hết quân Mỹ về nước. Ngày 15 tháng 10, bắt đầu đợt tạm ngừng hoạt động. 20.000 người biểu tình ở New York, 30.000 người ở New Haven Green, 50.000 người trước đài kỷ niệm Washington, 100.000 người ở Boston. Hàng ngàn cờ mặt trận được dương cao, tất cả đòi hòa bình ngay tức khắc. Đó là hình ảnh của nước Mỹ bị chia rẽ sâu sắc về một cuộc chiến tranh không ai muốn mà Nhà Trắng rất đau lòng. Uy tín của Nixon giảm sút mạnh mẽ. Kissinger phải cay đắng mà nhận xét rằng các con chim bồ câu đã tỏ ra là một giống chim đặc biệt dữ tợn và những năm tháng qua đi đã không làm cho chúng hiền hơn. Henry Kissinger ở Nhà Trắng. Sách đã dẫn trang 308. Nixon phải chống đỡ với tình hình nội bộ mà ông ta không kiểm soát nổi, nhưng vẫn theo đuổi ý đồ tìm chiến thắng trong chiến tranh. Ngày 3 tháng 11 năm 1969, Nixon đọc diễn văn bác bỏ tất cả các yêu sách của lực lượng chống chiến tranh. Ông ta nói rằng kế hoạch để chấm dứt chiến tranh của ông là chiến lược gồm hai mặt, Việt Nam hóa và thương lượng. Mỹ sẽ tiếp tục cuộc chiến tranh cho đến khi có một giải pháp hòa bình, công bằng và danh dự, và cho đến khi Nam Việt Nam có thể tự bảo vệ được. Ông ta đưa ra thời hạn rút hết quân trong một năm. Tiếp đó kêu gọi đa số thầm lặng trong nhân dân Mỹ ủng hộ ông. Mấy hôm sau, Đại sứ quán Liên Xô ở Hà Nội thông báo cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Diễn văn ngày 3 tháng 11 của Nixon hoàn toàn không có nghĩa là để không muốn tiếp tục đàm phán với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ở Paris hoặc ở một nơi nào khác hoặc thông qua các nước khác. Hoa Kỳ sẵn sàng thảo luận bất cứ đề nghị nào nhằm giải quyết vấn đề Việt Nam, sẵn sàng giải thích diễn văn ngày 3 tháng 11 của Nixon nếu phía bên kia có vấn đề gì đặt ra liên quan đến bài phát biểu đó. Hoa Kỳ tiến hành thương lượng với thái độ nghiêm chỉnh và muốn tìm giải pháp thỏa hiệp nếu phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không đòi chỉ thảo luận 10 điểm của họ và đòi thực hiện không điều kiện 10 điểm đó. Chính phủ Hoa Kỳ hy vọng rằng việc giảm thâm nhập của quân miền Bắc, giảm thương vong của Mỹ và giảm các hoạt động quân sự ở miền Nam Việt Nam trong thời gian qua là kết quả của một quá trình nào đó của Hà Nội bắt đầu từ khi Kissinger gặp Xuân Thủy ngày 4 tháng 8 đến nay. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ hoan nghênh quá trình này, tức ba việc nói trên, nếu nó phù hợp với đường lối chính trị của các nhà lãnh đạo Việt Nam. Tuy nhiên, nếu Washington hiểu như vậy không đúng và phía bên kia
Muốn xét lại quá trình đó thì Hoa Kỳ buộc phải có biện pháp trả đũa. Người Mỹ hy vọng Hà Nội thay đổi đường lối sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời. Ngày 29 tháng 11, tướng Walter đến gặp Mai Văn Bộ, nói rằng cố vấn về an ninh của Nhà Trắng, tiến sĩ Kissinger, mong được gặp Bộ trưởng Xuân Thủy vào ngày 13 hoặc 14 tháng 12. Henry Kissinger nói tướng Walter gặp Xuân Thủy là không đúng. Henry Kissinger ở Nhà Trắng, sách đã dẫn, trang 456. Mấy hôm sau, Cabot Lodge từ biệt Xuân Thủy vì ông không còn đảm đương trách nhiệm trưởng đoàn đàm phán của Mỹ ở Paris nữa và cũng không nói ai sẽ thay ông ta. Ngày 10 tháng 12, Hà Nội chỉ thị cho đoàn Việt Nam ở Paris. Xuất phát từ tình hình chung, nhất là sau diễn văn ngày 3 tháng 11 của Nixon, ta tỏ thái độ cứng để tấn công lại Mỹ, không chịu sức ép của họ. Ngày 12 tháng 12, Mai Văn Bộ trả lời cho tướng Walter. Hoa Kỳ vẫn giữ lập trường như trong diễn văn chiến tranh ngày 3 tháng 11 năm 1969 của ông Nixon. Hơn thế nữa, ông Nixon còn hạ thấp hội nghị Paris về Việt Nam, đòi chúng tôi có đáp ứng thì mới cử người chính thức thay thế ông Lốt. Từ tháng 8 năm 1969, ông Nixon đã bác bỏ tuyên bố của chính phủ cách mạng lâm thời nếu Hoa Kỳ tuyên bố rút hết toàn bộ và không điều kiện quân Mỹ và quân nước ngoài thuộc phe Mỹ ra khỏi miền Nam trong thời hạn 6 tháng thì các bên sẽ thảo luận về lịch rút quân Mỹ và quân nước ngoài thuộc phe Mỹ và vấn đề đảm bảo an toàn cho việc rút quân đó. Rõ ràng, Hoa Kỳ vẫn đòi chúng tôi phải trả giá cho việc thay thế ông Lốt và không chịu xem xét đề nghị của đối phương một cách nghiêm chỉnh, mà chỉ đòi chúng tôi phải chấp nhận điều kiện của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ vẫn cố tìm thắng lợi quân sự, chưa muốn giải quyết đúng đắn vấn đề Việt Nam bằng đàm phán. Vì vậy, nếu có cuộc gặp riêng giữa cố vấn Kissinger và Bộ trưởng Xuân Thủy như ông Kissinger đề nghị, thì cũng không có gì bổ ích. Cho nên khi nào có hoàn cảnh thuận lợi, phía Hoa Kỳ có gì mới, thì hai bên có thể sẽ gặp lại nhau. Vào đầu năm 1970, trên chiến trường miền Nam Việt Nam, lực lượng kháng chiến vẫn ở trong thời kỳ khó khăn lớn. Trái lại, Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn thu được những thắng lợi đáng kể trong chính sách Việt Nam hóa chiến tranh. Nhưng họ cũng thấy rằng thắng lợi đó chưa vững chắc. Họ nhận định Hà Nội tìm cách tranh thủ thời gian đến lúc quân Mỹ đã giảm đi một cách đủ cho họ đương đầu với quân lực Sài Gòn và các phương tiện cân bằng hơn. Kissinger, sách đã dẫn, trang 453. Tướng Ihed, cố vấn quân sự và phụ tá cho Kissinger trong đàm phán bí mật ở Paris, đã nhận xét sau 10 ngày điều tra ở 9 tỉnh miền Nam rằng sự cải thiện đã chậm lại trong những tháng cuối năm 1969. Không có gì tin rằng đối phương đã bỏ cuộc. Thực tế khách quan là các lực lượng giải phóng miền Nam Việt Nam dọc biên giới Campuchia, Nam Việt Nam, nhất là ở vùng Mỏ Vẹt và Móc Câu, vẫn là một mối uy hiếp cho Sài Gòn. Mỹ phải tìm cách thanh toán mối đe dọa đó, đảm bảo cho Việt Nam hóa thắng lợi. Họ đang tính toán những nước cờ mới, bảo vệ Sài Gòn từ xa. Người Mỹ biết, vì sự thật là như thế, rằng chính phủ Campuchia để cho quân giải phóng qua lại và đóng quân trên đất Campuchia, đặc biệt là vùng căn cứ 353, tổng hành dinh của Trung ương Cục miền Nam, chính là vùng Mỏ Vẹt Móc Câu, thực hiện cái mà ông ta gọi là điểm ngoặt đầu tiên trong cách tiến hành chiến tranh Việt Nam của chính quyền ông. Tổng thống Nixon ra lệnh cho máy bay B-52 ném bom vùng Mỏ Vẹt Móc Câu từ ngày 18 tháng 3 năm 1969. Nhưng cơ quan tình báo Mỹ thấy rằng sau 3.600 phi vụ B-52, tính đến ngày lục quân Mỹ đánh vào Campuchia, Trung ương Cục miền Nam vẫn còn nguyên vẹn và tiếp tục chỉ đạo chiến tranh.
ngày 18 tháng 3 năm 1970, lực lượng thân Mỹ do tướng Lon Non cầm đầu làm đảo chính lật đổ hoàng thân Norodom Sihanouk. Ngày 24 tháng 4 năm 1970, Nixon quyết định cho quân Mỹ tiến công lớn vào Campuchia, bất chấp sự phản đối của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Roger và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lett. Phát biểu trên truyền hình ngày 30 tháng 4 năm 1970, Nixon tuyên bố cuộc tiến công quân sự đó không phải vì mục đích mở rộng chiến tranh sang Campuchia, mà vì mục đích chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam. Tuy ông ta nói mạnh, đã dám chơi với lửa thì phải chơi đến cùng. Amter, Nhận định Việt Nam, trang 197. Trước sự phản đối ngày càng mạnh của dư luận Mỹ và thế giới, ngày 30 tháng 6, nghĩa là 2 tháng sau khi đánh vào Campuchia, Nixon đã phải ra lệnh cho quân Mỹ rút khỏi Campuchia. Cũng nên nói thêm ở đây là ông còn phải trả giá đắt hơn nữa cho các cuộc ném bom B-52 bí mật xuống Campuchia. Trên chiến trường Lào, từ năm trước, Mỹ đã tổ chức cuộc hành quân hỗn hợp Mỹ-Thái Lan và Phỉ Vàng Pao đánh chiếm khu cánh đồng chung. Tháng 9 năm 1969 và tháng 10, họ đã đánh rộng ra khu vực Siêng Khoảng, tiến gần tới phía Tây Nghệ An. Lịch sử kháng chiến chống Mỹ, trang 42. Nhưng sang đầu năm 1970, Liên quân Lào-Việt đã tiến công mạnh vào vùng chiếm đóng mới của địch, và tháng 2 năm 1970, toàn bộ địch phải rút khỏi cánh đồng chung. Căn cứ bọn Phỉ Vàng Pao ở Long Trạng bị uy hiếp, các thương lượng bí mật của Kissinger ở Paris nhằm che giấu ý đồ tăng cường chiến tranh trong kế hoạch Việt Nam hóa chiến tranh, lợi dụng tình hình để thương lượng trên thế mạnh. Tháng 1 năm 1970, Hà Nội cho rằng chính quyền Nixon đang tập trung giải quyết vấn đề chủ yếu là số quân Mỹ cần và có thể rút và rút trong thời gian bao lâu để quân ngụy miền Nam không đổ vỡ lớn. Làm thế nào vấn đề miền Nam không còn là vấn đề gay cấn nhất trong cuộc bầu cử Tổng thống nhiệm kỳ mới của Nixon vào năm 1972. Vì thế, thời gian có tính chất quyết định là cuối năm 1970 và trong năm 1971, chúng ta phải đẩy mạnh tiến công toàn diện, đập tan âm mưu Việt Nam hóa chiến tranh của Mỹ. Văn Tiến Dũng, sách đã dẫn, trang 53. Tháng 3 năm 1970, ban lãnh đạo Hà Nội đề ra nhiệm vụ kiên trì và đẩy mạnh cuộc kháng chiến, đẩy mạnh tiến công quân sự, chính trị và kinh tế, kết hợp tiến công ngoại giao, đánh bại âm mưu địch xuống thang từng bước, kéo dài chiến tranh để tạo thế mạnh, làm thất bại thế chiến lược phòng ngự của địch, tạo ra chuyển biến mới trong cục diện chiến tranh, giành thắng lợi từng bước, đi đến giành thắng lợi quyết định. Một số văn kiện của Đảng về chống Mỹ cứu nước, tập 2, Nhà xuất bản Sự thật, trang 169. Mời quý vị và các bạn quay trở lại với các chương trình của Win Win Việt Nam phát vào 12 giờ và 21 giờ hàng ngày. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.